đầu một ngày mới là sự khởi đầu của những thành tựu mới. Chúng tôi luôn tạo ra sự an toàn và cảm hứng sáng tạo cho nhân loại chinh phục đỉnh cao mới. Nếu mỗi ngày trôi qua, hình ảnh mọi người tràn đầy sức sống và các em học sinh tự tin đến trường với những bộ trang phục đẹp, thì công việc của chúng tôi mỗi ngày thêm ý nghĩa hơn. Chính cảm xúc này đã truyền cảm hứng vô tận cho chúng tôi chinh phục những thành tựu mới. Hàng ngày tôi và đồng đội của mình vẫn không ngừng sáng tạo để mang đến nhiều giá trị mới cho cuộc sống. Chúng tôi cố gắng làm thế giới này tốt đẹp hơn mỗi ngày. Đồng phục sư tử vàng cho mỗi ngày tràn đầy sức sống.